Chiều ngày 7 tháng 11 năm 2018, đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Lê Đình Thọ dẫn đầu đi kiểm tra tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Đoàn yêu cầu Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam, gọi tắt là VEC, khẩn trương khắc phục dứt điểm tồn tại, đẩy nhanh các phần việc còn lại với kế hoạch chi tiết để Bộ giám sát và xử lý trách nhiệm các bên. Qua kiểm tra, đoàn yêu cầu VEC trong tháng 11 chỉ đạo nhà thầu hoàn thành sửa chữa cầu, cống chu dân sinh bị thấm nước, hoàn thiện đúng kỹ thuật các vị trí mái ta luy sạt trượt, kè ốp mái hư hỏng. Đến cuối năm 2018 phải hoàn thành đền bù rung nứt nhà dân, các vị trí bị sạt, bồi lấp đất canh tác, triển khai nút giao Túy Loan hoàn chỉnh. Đoàn dành nhiều thời gian tại nút giao Dung Quốc, km 101+740 để giải quyết vấn đề thu hồi đất nông nghiệp và nền đất yếu. Theo VEC, khó khăn hiện tại là chưa xử lý được một số đơn vị thi công chậm tiến độ. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ thống nhất quy chế làm việc. Nếu VEC gửi văn bản yêu cầu có thời hạn mà đơn vị thi công không đảm bảo, thì đình chỉ thi công, thay nhà thầu khác. Đối với thông tin nút giao Dung Quốc bị sụt lún, ông Lê Kim Thành, Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đây là khu vực nền đất yếu trong phạm vi nút giao hiện đang xử lý. Không phải là sụt lún, mà đây là cái lún trong cái tính toán của cái việc thi công xử lý nền đất yếu. Và những các cái khu vực đó thì sau khi mà cố kết nền đường thì sẽ được dỡ tải và thi công hoàn thiện. Đấy là cái công việc như vậy. Bộ Giao thông Vận tải thì cũng đã chỉ đạo VC và hiện nay thì đã huy động các cái lực lượng đến công trường rà soát lại toàn bộ tất cả những các cái tồn tại còn lại ở trên phạm vi công trường và chia ra thành các cái nhóm công việc cần phải khắc phục. Thứ nhất là về công tác về mặt đường thì tiếp tục quan trắc và theo dõi tình trạng mặt đường trên toàn tuyến 139 km. Nếu có bất kể xảy ra những các cái khiếm khuyết nào thì phải kịp thời có cái biện pháp xử lý sửa chữa ngay. Thứ hai nữa là những các cái nội dung mà liên quan đến ảnh hưởng của người dân, ví dụ như là xử lý giải quyết cái rung nứt mà ảnh hưởng đến các hộ dân. Hiện nay vẫn còn khoảng 204 hộ dân trên địa bàn của Quảng Nam và Quảng Ngãi. Thì có một số những các cái vị trí mà cống chui dân sinh hoặc cầu mà có những hiện tượng rỉ nước và thấm rột. Thì đây là những các cái lỗi trong quá trình thi công hoặc khai thác. Thì trong quá trình thi công cũng chưa được hoàn thiện những các cái vị trí khe tiếp nối, rồi khe co giãn, rồi những các cái vị trí phòng nước, rồi những các cái vị trí mà giữa các cái đơn nguyên của cống có các cái khe ngăn nước thì chưa được hoàn thiện, cho nên là nó có cái hiện tượng khi trời mưa thì nó thấm ra ngoài. Và hiện nay thì các đơn vị nhà thầu cũng được VC chỉ đạo để tập trung khắc phục các cái nội dung này.